Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Bài học này là một cái bài học ngắn nói về cái chủ đề là xây dựng các điểm bán, các cửa hàng thời trang, các cửa hàng bán lẻ theo cái hình thức chuẩn hóa điểm bán. Thế nào gọi là chuẩn hóa điểm bán và tại sao cần phải chuẩn hóa điểm bán? Bởi vì mục tiêu là chúng ta muốn phát triển 1, 2, 3, 4, 5 N cái cửa hàng. Chúng ta muốn phát triển chuỗi, chúng ta muốn phát triển nhượng quyền thì chúng ta cần phải xây dựng điểm bán mang tính chất chuẩn hóa, đúng không ạ? Shop tiêu chuẩn hay là cửa hàng nhận diện thương hiệu hay là điểm bán chuẩn hóa, tùy cái cách bạn gọi như thế nào cũng được, thì nó cũng đều nói đến một cái thuật ngữ đấy là gì? Là chuẩn hóa điểm bán. Cái khái niệm này là muốn nói đến cái chuyện là chúng ta xây dựng một cái chuẩn, sau đó chúng ta nhân ra để chúng ta phát triển theo cái phương pháp chuỗi và nhượng quyền, được chưa ạ? Thế thì một cái cửa hàng tiêu chuẩn hay một cái cửa hàng chuẩn, cửa hàng mẫu, một cái điểm bán chuẩn gồm những cái vấn đề gì, gồm những quy định và những cái cách thức như thế nào, thì cái bài học này ngắn đưa ra một số những gợi ý như sau. Đấy, thứ nhất là chúng ta cần phải có các tiêu chí rõ ràng ngay từ đầu về cái việc mở điểm bán, đúng không? Thí dụ nhá, tôi lấy thí dụ như là hãng cà phê Highland Coffee đấy, và họ có một cái yêu cầu rất là khắt khe đối với việc là mặt bằng và các diện tích mặt bằng để mà có thể là trở thành đại lý hay là trở thành nhận nhượng quyền cà phê của họ. Nó cũng giống như là KFC hay là Burger King hay là những cái thương hiệu fast food khác vào Việt Nam ấy, thì họ cũng đều có những cái tiêu chí để nhận nhượng quyền đó. Thì bây giờ Highland Coffee ở Việt Nam cũng là một cái ngôi sao đang lên và họ cũng có những yêu cầu như vậy, ví dụ như diện tích tối thiểu là bao nhiêu, mặt bằng phải là ngã tư ngã ba như thế nào, mặt tiền bao nhiêu mét, đúng không ạ? Đấy, phố lớn, phố đông người, vân vân, thì may ra bạn mới có đủ điều kiện để được nhận nhượng quyền của Highland Coffee. Tức là mình có thể bán sản phẩm của Highland Coffee và làm theo tiêu chuẩn của Highland Coffee. Thì cái câu chuyện ở đây là gì? Làm thế nào bạn tạo ra được một cái cửa hàng giống như Highland Coffee? Đúng không ạ? Vậy thì bạn hãy bắt đầu như Highland Coffee hay là như bất kỳ một cái chuỗi cửa hàng thời trang nào khác, được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ cần có một cái bản mô tả về cái cửa hàng mà chúng ta mong muốn, về diện tích mong muốn, về vị trí mong muốn, về mặt bằng, mặt tiền, vân vân. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ có một cái bản thiết kế về mặt đồ họa 3D chi tiết. Đấy, bao gồm biển hiệu, nội thất, ngoại thất, chi phí đầu tư, mang tính nhận diện thương hiệu và mang cái tính toán sao cho hợp lý, logo chuẩn, màu sắc nổi bật. Ví dụ như là màu nhận diện thương hiệu của mình là gì, bố cục, cách sắp xếp, quy chuẩn hàng hóa, quy chuẩn về phần mềm và phần cứng giúp cho việc bán hàng. Thí dụ như phần mềm bán hàng là dùng loại gì, máy tính loại gì, camera loại gì, đúng không? Đồng phục nhân viên như thế nào, tuyển dụng và quá trình đào tạo nhân sự ra sao, đấy, kiểm soát quá trình bán hàng, quá trình thanh toán, quá trình thanh lý hàng hóa, vân vân, chương trình khuyến mại, kiểu như thế. Thì cái như vậy người ta gọi nó là chuẩn hóa điểm bán, bởi vì trong bán lẻ một cái điểm bán lẻ được chuẩn hóa rất là quan trọng. Mình có cái thứ nhất, cái thứ hai và cái thứ ba thì nó có vẻ là đơn giản, nhưng mà khi mình phát triển lên một chuỗi thì mình thấy rằng mọi thứ nó đã bắt đầu phức tạp lên, nó giống nhau một cách toàn diện, nó bắt đầu khó rồi. Thậm chí như là bách hóa xanh của thế giới động á. Hôm trước tôi có đi dự hội thảo và mà anh Tài anh chia sẻ là vì bách hóa xanh người ta rất là rộng và rất là nhiều mặt hàng, cho nên là bên thế giới động người ta còn xây dựng cả một cái phần mềm mô phỏng là cái vị trí này thì để hàng hóa gì, cái vị trí này để hàng hóa gì, vị trí này để hàng hóa gì, nó được làm sẵn hết ở trên phần mềm. Lúc đấy là nhân viên chỉ cần cầm điện thoại chụp vào cái sản phẩm đó, thế là nó sẽ chỉ chỗ cho là mình sẽ để ở đâu, mình sẽ trưng bày ở đâu. Thì đấy cũng là một cái cách rất là hay và khôn ngoan để chúng ta tăng được cái thời gian sắp xếp cửa hàng, và các cửa hàng nó đều nhận ra rất là quy củ, ngăn nắp, dễ mua, dễ bán, dễ thấy, dễ tìm, và nó chuẩn hóa tất cả các điểm. Đấy là một số những cái gợi ý cơ bản về cái việc gọi là chuẩn hóa điểm bán. Đấy, thì cái bài học ngay sau cái bài học tiếp theo bài học này là tôi sẽ đưa ra cái phần tính toán các cái chi phí để mà xây dựng một cái điểm bán chuẩn.
như thế nào cho nó phù hợp. Thế còn cái việc mà các bạn đưa ra tiêu chí nó lớn hay nó nhỏ là phụ thuộc vào cái năng lực của các bạn, phụ thuộc vào cái khả năng sản xuất, phụ thuộc vào năng lực tài chính và cái ý đồ phát triển của bạn là gì. Đấy, thí dụ như tôi thấy chẳng hạn như là Canifa thì bây giờ họ thường phát triển các cửa hàng lớn, họ không phát triển những cửa hàng nhỏ nữa. Trong cái cách mà họ đi tìm mặt bằng, họ thường tìm các mặt bằng có mặt tiền rộng, diện tích lớn. Đấy, hoặc là một sàn, hai sàn để họ phát triển là Fashion for All. Thì đấy là cái chiến lược của họ. Hay là trên các con phố đều phải lớn để họ mới thuê. Thì các bạn nên học hỏi những ý tưởng như vậy để các bạn phát triển thêm cái việc là xây dựng một cái cửa hàng, một cái điểm bán nó chuẩn hóa là như thế nào. Vâng, thì cái bài học này như tôi nói là một bài học ngắn và không có gì quá phức tạp cả, các bạn hoàn toàn có thể lưu tâm và xem được. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.